Cảm ơn các bạn đã cùng hành trình với Sinh Y Đoàn để mình lên thăm một địa điểm ở Vũng Tàu, đó là anh Rú Gạo. Và chúng ta đặt tạm thời đặt con đường này, con đường Rú Gạo. Để ủng hộ kênh thì các bạn nhớ like, comment và subscribe, là đăng ký phía dưới các bạn, để mình nhận được những cái video clip tiếp theo của mình. Và khi mà đến Vũng Tàu, chúng ta nhớ ghé thăm Rú Gạo nha các bạn. Rú Gạo là sự lựa chọn các bạn. Các bạn sẽ có những cung đường rất đẹp, các bạn sẽ có những cái view chụp hình rất nên thơ, và chúng ta được nói chuyện, được hớt tóc, được uống cà phê với anh Rú Gạo. Bye bye các bạn, chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Rú Gạo là sự lựa chọn các bạn. Bye bye. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn lên núi nhỏ phía trước mặt chúng ta đây, và mình sẽ gặp một anh chàng có tên là Rú Gạo. Rồi bây giờ các bạn sẽ đi cùng mình. Rồi để mình lên chỉnh thì các bạn sẽ ghé bãi trước ngay chỗ mình đứng đây. Mình quay cái quang cảnh mình đứng đây. Đây là ngay trước mặt của khách sạn Bưu Điện ở Vũng Tàu. Đường này là đường Hạ Long. Rồi chúng ta cùng đi nha các bạn, lên núi gặp Rú Gạo. Mà mình có thể là mình lên chỉnh cạo mặt rấy lỗ tai. Lên núi cạo mới sợ chứ. Rồi các bạn đi cùng mình nha. Để đội nón vô các bạn. Rồi ok, chúng ta cùng lên đường. Chúng ta đang di chuyển con đường Hạ Long. Phía trước mặt chúng ta đó là cái bến tàu Cảnh Ngập. Rồi khi mà các bạn thấy cà phê Mr. Kate nằm ở bên tay trái là con đường đi lên núi. Và con đường này cũng dẫn lên ngọn Hải Đăng. Rồi chúng ta cùng đi thăm Rú Gạo nha. Khi mà chúng ta vượt qua Mr. Kate, ở đây có một cái ngã ba, đó ngã ba. Để mình ngừng lại, mình sẽ nói cái địa điểm này. Rồi ở đây có một ngã ba thì đây là con đường lên Hải Đăng mà các bạn thường lên đó, đó phía trước mặt chúng ta. Nhưng mà kỳ này chúng ta không đi đường này, chúng ta sẽ đi thẳng luôn các bạn. Đó phía trước mặt chúng ta có một con đường hẻm nhỏ và chúng ta sẽ khám phá một cái đèo rất là ngoạn mục để lên Rú Gạo. Đây phía trước mặt chúng ta đó một con đường nhỏ. Con đường này thì mình băng qua một cái khu cụm dân cư, và lên kia thì nó có một cái số cảnh hoang sơ. Ở đây nó có một cái quán cà phê Flyroom các bạn, chiều ngắm hoàng hôn rất là đẹp. Nếu các bạn tiện lên con đường này thì các bạn ghé cà phê Flyroom. Hôm nào mình sẽ ghé đây đó, cà phê Flyroom đây. Mình sẽ ghé đây mình review cái địa điểm này vào buổi chiều. Nhưng mà bây giờ mục đích hôm nay là mình lên con đường lên Rú Gạo. Và chúng ta nhìn thấy biển trước mặt, con đường rất nhỏ. Chúng ta lại tiếp tục, không biết là cái camera mình nói sao là nó chớp chớp. Nhưng mà không sao. Chúng ta đi một mạch lên thôi. Hai bên là rừng cây, có một cái số chùa ở trên đây. Một bên người dân sinh sống trên con đường lên núi. Cái này đi giống như đi vô rừng các bạn. Mình tạm gọi đây là con đường Rú Gạo các bạn. Wow. Một đường rất nhỏ, mình không biết mình đi sẽ đi tới đâu, nhưng mà mình cứ đi một đoạn để mình phát hiện ra.
ra cái địa điểm rú cạo. Cái này giống như một con đường đèo các bạn. Phía bên phải mình đó là vực rất là sâu. Đây là con đường mở ra rồi. Nó có hai đường lên ngõ Hội Đăng, đó là con đường mé hồi nãy mình chỉ lúc đầu và con đường này. Thì mình khoan giải thích nha các bạn. Mình cứ đi thôi. Và ở đây mình thấy cảnh cũng rất là đẹp nên thơ, thì mình sẽ quay cho các bạn xem ở cái cảnh này. Rồi, đây là đối với cái view này đó, thì chúng ta xa xa chúng ta sẽ thấy một cái mũi Nghinh Phong. Nghinh Phong trước mặt đó, đó mũi Nghinh Phong. Nghinh Phong là một cái mũi, cái mỏm ra biển thì đối diện cái cầu thang lên tượng Chúa Giang Tây. Và chúng ta sẽ thấy bãi dứa, đó bãi dứa, và một khúc đường, con đường Hạ Long. Đây là núi nhỏ, con đường vòng núi nhỏ, và con đường chúng ta đã đi qua. Đăng lại tiếp tục nha, tiếp tục. Khi các bạn đi thẳng lên con đường hồi nãy mình chỉ đó, thì ở đây nó có một cái cùi chỏ, thì các bạn đừng có đi thẳng vô đây. Vô đây là vô rừng rồi, đường mòn thì rất là khó đi. Nếu các bạn thích khám phá là các bạn cứ đi khám phá, nhưng mà để mục đích là lên rú cạo á, thì mình đi con đường này và đường chỏ, cùi chỏ nè, mình lên trên đây. Và vô tình thì các bạn, nếu các bạn để ý một cái góc ha, nó có một cái điểm chỉ dẫn đây các bạn, đây rú và cái ngõ đi lên nha các bạn. Rồi các bạn cứ lên rú theo cái đường chỉ dẫn này, rất là hay. Đây mình sẽ ra xa để các bạn hình dung ra cái bảng chỉ dẫn với con đường đó, các bạn thấy không đó. Mình sẽ đi lên đây rồi các bạn dọc đây, bạn chỉ dẫn là ngay đây. Rất là dễ đi nha các bạn. Rồi chúng ta lại lên đường. Khi mà chúng ta đi đến cái eo này đó, thì ở đây nó có một đường ngoặt qua bên tay trái nè, một cái khúc cua cùi chỏ. Rồi chúng ta quẹo lên. Rồi chúng ta quẹo lên đây. Ta lên rú cạo khi mà đi cạo mặt với rú tay ở Vũng Tàu rất kỳ bí phải không các bạn. Khi mà các bạn ra Vũng Tàu hay là bạn bè Vũng Tàu có xem clip này, rú cạo. Quanh co uống khúc, một bên là vách núi, một bên là bờ vực. Ta chạy thẳng lên, những ký hiệu của anh rú là chỉ chúng ta lên đây thôi. Hy vọng là sẽ lên gặp anh rú cạo. Cảnh này rất là thiên nhiên, rất là đẹp các bạn. Chim muông hót líu lo. Phía dưới kia là biển, bên là mù vật.
theo mình nghĩ con đường này có thể là mình đi xe hơi nhỏ nhỏ cũng được các bạn. Lên đây, xe nhỏ thôi, nhưng mà tốt nhất thì các bạn thuê xe gắn máy nếu mà đi du lịch Vũng Tàu. Đây có một bảng hiệu nho nhỏ, đây mình quay lại để cho các bạn xem một cái ship đá nho nhỏ thì có thể là dấu tích của anh Lúa Cạo đây. Đây một dấu tích, dấu tích của anh Rú Cạo. Mình có ngừng xe lại, mình xem thì nó dọc con đường khi mà đi lên thì đây có thể là dấu tích. Bây giờ mình theo cái dấu tích này mình sẽ lên một cái địa điểm rất là kỳ bí, mình gọi là kỳ bí, và các mời các bạn tiếp tục đi theo mình để mình sẽ lên con đường đèo này. Đó, bên kia núi lớn thì nếu mà chúng ta đi ngồi đứng đó thì chúng ta có thấy ở bãi trước các bạn. Rồi, cùng mình sẽ đi tìm kiếm Rú Cạo nha các bạn. Rồi, chúng ta cùng đi tiếp. Đây các bạn, ở đây các bạn cũng có thể thấy cái cầu đá. Cái cầu đá phía dưới không biết là các bạn đó, cái cầu đá nè, cái cầu đá ngay chỗ tàu cánh ngầm đó phía dưới. Còn ở đây là cái cột đáy, như mà những cái clip trước mình có giải thích rồi đó, người ta có cái đùng lưới cá ở đây. Rồi, nhưng mà mục đích hôm nay là đi Rú Cạo. Ở trên đây thì khi các bạn lên đây thì có những cái đường cong này nè. Đó, các bạn có thể là chụp hình ở bãi trước. Một cái cảnh khi mà lên hình rất là đẹp. Có một số hang động thì mình sẽ quay cho các bạn coi một cái số hang động khi mà cái đường đi xuống lao sậy. Chim muôn, núi rừng. Ô, con sóc. Rú đâu rồi? Ở đây có một cái nơi ta giống như vựa ve chai quá. Rú Cạo đi nữa, lên trình nữa hả chị? Rú Cạo á, cái anh mà hớt tóc á. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Đây anh Rú Cạo đây. Chào, nghe nói nhiều về em là Lâm đúng không? Em giờ em đi công chuyện hả? Không, anh có gì không? Không, ghé thăm em với lại cạo mặt với lưu tai thôi. Chứ hớt tóc đúng không? Vậy cấp điện à, giờ đi chơi hả? Dạ. Rồi. Hay chưa? Em uống cà phê ở dưới đó, anh cũng người Vũng Tàu mà uống cà phê ở dưới, người ta nói ok lên Rú Cạo, nói Lâm á. Tên Lâm đúng không? Tên Lâm. Ok. Thôi em đi công chuyện đi, bữa nào anh ghé thăm em. Dạ. Nói chuyện em nhiều hơn. Dạ. Giờ đi đâu? Dạ. Uống cà phê lâu rồi mới có cơ hội xuống núi. Cái này là cái Osmo quay nó cân bằng á. Dạ. Cân bằng giống như là mình GoPro thì nó rung lắc. Còn cái này nó cân bằng thì ok, nó quay cho nó để điện thoại. Đúng rồi. Rồi thôi em đi nha. Dạ. Hẹn gặp lại. Dạ. Bữa nào gặp lại nha. Dạ. Rồi ok, giới thiệu anh hả? Ai giới thiệu anh hả? Anh là người Vũng Tàu, mấy cái anh bác ở dưới lại anh họp ấy, mấy bữa dựng vợ lên đây nè. Xong rồi nói ok lên đây có thể uống cà phê, rồi bữa nào hớt tóc. Thôi bữa nào thôi em
À thôi bữa nào anh biết rồi, bữa nào có gì ghé thăm em. Dạ. À, thôi vui nha. Dạ, ok. Rồi bye bye. Cho anh quay cái chỗ này nha. Rồi, em cứ đi đi. Ok. Ok. Hẹn gặp lại. À ok. Mà lên đây cái đường lên đây cái góc cùi chỏ em để ký hiệu chứ không kể ký hiệu là đâu ai biết, cái cục đá vàng vàng đó. Dạ. À, ok. Tường đây cũng không thấy luôn á. À không thấy. Thôi đi đi em, bữa nào có gì anh về anh gặp. Dạ, anh, ừ. Anh tên Dũng. Dạ. À, nick thì Sunny Đòn. Dạ. Em nick là gì ta? Lâm Rừng. Lâm Rừng. Dạ. Ok, có gì anh ép friend. Dạ. Nha nha, rồi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Bye bye. À, chào các bạn, à, bữa nay thì mình lên thăm anh Rút Gạo, nhưng mà anh Rút Gạo ảnh phải xuống núi, ảnh đi uống cà phê gặp bạn bè, thì hy vọng rằng hôm sau thì mình sẽ hớt tóc ở đây. Và nhưng chuyến ngày hôm nay đi thì mình phải có thu hoạch một cái gì đó, thì đây là mình muốn giới thiệu các bạn, đây là địa điểm anh Rút Gạo, và mình có xin phép anh Rút Gạo để mình review cái địa điểm này. Đây là cái bàn khách ngồi chờ trong quá trình hớt tóc đó. Đây là cái tiệm hớt tóc của ảnh đây, Dũng. Thì ở đây nếu mà hớt tóc ở đây đó, đây là những cái dụng cụ hớt tóc, dụng cụ hớt tóc. Thì nếu mà hớt tóc ở đây thì các bạn thấy một cái view rất là đẹp. Chúng ta sẽ nhìn ra bãi trước, cái vịnh bãi trước đây. Địa điểm hớt tóc thì rất là hay các bạn ha. Đây hớt tóc các bạn cũng rất là xinh xắn, rất là cá tính. Và cái bàn đệ chân thiết kế những cái thanh gỗ. Và nếu mà chúng ta ngồi hớt tóc ở đây thì chúng ta có một cái view rất là đẹp, cái view phía trước mặt chúng ta. Đó, đây là cái vịnh của bãi trước, và phía xa xa đó là con đường Quang Trung. Ở đây chúng ta có thể thấy Bạch Vinh, chúng ta thấy một góc phố ở Vũng Tàu. Đây là cái chỗ có một ống nhòm để chúng ta sẽ xem những chi tiết của thành phố Vũng Tàu, và chúng ta có thể hớt tóc ban đêm ở đây. Đây là một bộ bàn ghế sofa để tiếp khách. Tiếp khách. Và ở đây những cái tủ sách để, và có một cây đàn guitar, có thể là mình feel khi mà mình biết đàn. Đây là quạt. Bàn. Đó, các bạn thấy địa điểm của Rút Gạo ha các bạn ha. Cái máy á, thì hoa văn, một cái vải hoa văn rất là đẹp. Đây chi tiết. Cái hình tượng cây kéo và cái nĩa các bạn mà uống công, cái này giống như là hai ô ve vậy đó. Xin chào, nó biểu tượng hình người. Và ở đây nó có cái chữ là bằng những cái đinh và những dây nhợ để ráp thành cái chữ rú. Rú. Khi mà lên đây thì trước khi mà bước vào đó, thì mình thấy có những cái xếp đá nó như thế này. Rất là nghệ thuật, rất là cá tính. Ở đây là anh Rú, ảnh nuôi một con chim két nữa. Nhìn cũng rất là hay. Đây, con chim két đây.
Đó. Khi mà quá trình mình quay thì quay thực tế nó hơi rung thì các bạn thông cảm nha các bạn. À. Đây. Bàn làm việc của anh Rú đây. Để đồ, những cái xịt nước, xịt tóc nè, gương nè, ngắm chanh. Cái chanh này thì của anh Rú luôn các bạn. Và cây cối, cây đàn guitar. Và bộ ghế sofa tiếp khách. Và những cái ngàm, những dụng cụ để hành nghề. Mình rất ấn tượng về cái bàn hớt tóc này. Rất ấn tượng các bạn. Tổng quan về cái địa điểm Rú Gạo khi mà các bạn lên ghé Vũng Tàu, hoặc là người dân ở Vũng Tàu, bạn bè của mình ở Vũng Tàu thì ghé thăm Rú Gạo. Tôi không biết nói gì hơn. Sunny cảm thấy rất là ấn tượng với chàng thanh niên này. Một địa điểm. Quan trọng là chúng ta có một cái góc nhìn. Và chúng ta có thể là feel với cái khung cảnh rất là nên thơ, rất đẹp của ở bãi trước các bạn. Phía dưới là bãi trước. Ở đây có một cái tổ ông rùi phía dưới. Đây, mình có thể mình zoom chút xíu. Đó, nguyên một đàn ông rùi. Rồi. Và không những có những địa điểm bên bển thì ở đây mình có nơi bán cà phê. Khi mà chúng ta lên đây chúng ta có thể là chúng ta trong quá trình chúng ta chờ đợi thì chúng ta có thể uống cà phê ở đây. Ở đây có một cái địa điểm cà phê. Mình sẽ hỏi thăm là con đường này sẽ đi đâu nha các bạn. Địa điểm cà phê 24A Hải Đăng. Có đồ ăn, đồ uống và sữa chua. Ở đây là sữa chua làm ở nhà luôn nha các bạn. Ở đây mình có thể là nướng nè. Nướng. Ở đây. Có. Chị ơi. Có phải nhà báo đi viết bài không đấy? Dạ không. Người Vũng Tàu nên lên đây thấy nghe nó Rú Gạo. Bác cho hỏi hả chị, cho hỏi là con đường này đi đâu? Nếu mà đi thẳng lên. Danh trội bộ đội. Có đi lên ngọn Hải Đăng được không? Đi. Vậy không cho. Rồi rồi. Con nuôi của bà thì được. Vậy con nuôi của bà. Rồi cảm ơn chị. Cảm ơn cháu của bà Tư, tôi đi thăm bà Tư. Cháu bà Tư. Cháu bà Tư đi thăm bà Tư. Thế là bà Tư. Người ta thăm bà Tư, nói bà Tư nào có bà Tư Hải Đăng. Dạ, rồi, cháu sẽ gặp ai cháu cũng nói là lên đi thăm cháu bà Tư, bà Tư Hải Đăng. Bà của anh Rú Cạo. Bà của anh Rú Cạo. Thôi bà khỏe nha bà. Dạ con đi. Dạ con chào bà. Thì khắp cái núi này đây đi 36, sang kia đi 37 cũng được. Dạ. Đi ngang lại đồi 37 cũng được. Dạ. Cháu của bà Tư Hải Đăng đi thăm bà Tư. Dạ. Rồi con chào bà khỏe bà. Cảm ơn cháu. Dạ, con đi. Cháu bà Tư. Cháu bà Tư đi thăm bà Tư. À. Khi mà chúng ta đi con đường này thì vô trại quân đội rồi. Và chúng ta ở đây là chúng ta đoạn cuối rồi. Khi mà chúng ta tới đây tham quan thì chúng ta sẽ ghé thăm bà Tư nha các bạn. Ghé thăm bà Tư. Bà Tư rất là phúc hậu, rất là hiền. Và chúng ta uống cà phê ở đây, chúng ta ghé thăm bà Tư luôn. Rồi, con chào bà Tư ạ. Dạ. Nhưng chuyến về Vũng Tàu thì mình review cho các bạn biết địa điểm Rú Gạo và một cái quán cà phê của bà Tư. Ở đây có trồng một dây leo, một cây ớt,
Rất là hay. Những cái tượng đá, những cái đèn gió màu đỏ. Rồi cảm ơn các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau. Nếu các bạn thích thú với cái video của mình thì các bạn hãy like, share và comment để góp ý, subscribe, đăng ký kênh. Rồi chào các bạn, bây giờ mình phải xuống núi. Trước khi mình xuống núi mình sẽ đi một vòng nữa và chúng ta ghé thăm Rú Cạo. Bye bye các bạn.